Ngày nay chúng ta sẽ có cuộc đối đầu giữa cao thủ U15 Khánh Hòa và cao thủ U15 Korat Thái Lan, một đại diện tới từ Thái Lan ở giải đấu quốc tế năm nay. Ngày hôm nay thì cao thủ chủ nhà U15 Khánh Hòa họ sẽ thi đấu với trang phục áo đen, quần đen và tất đen. Bên phía cao thủ U15 Korat Thái Lan họ sẽ thi đấu với trang phục áo trắng, quần vàng và tất trắng. Nếu để thua các cầu thủ Khánh Hòa từ 1-0 cho tới 3-0, các cầu thủ Korat Thái Lan sẽ có được vị trí thứ nhì, và để thua từ 4-0 trở lên thì các cầu thủ Korat Thái Lan họ sẽ là những người về ba khi có chỉ số phụ xếp sau cao thủ Dream Football tới từ Ninh Thuận. Vẫn đang hoạt động rất cơ động tới từ Chà Pin Múc. Một đường chuyền dài, bóng hướng tới vị trí của số 9 bên phía cầu thủ Thái Lan, đó là Lita Pun. Cơ hội! Và đó là bàn thắng dành cho cao thủ Korat Thái Lan. Tỷ số được mở cho trận đấu này với một tình huống phản công nhanh. Liti Phum không xuya đã có một tình huống bứt tốc và ghi bàn ấn tượng. Như đã nói, cao thủ Thái Lan kiểm soát bóng ở khu vực sân nhà với những tình huống bàn bật nhỏ, và họ sẵn sàng tung ra những đường chuyền dài chéo sân hoặc những tình huống chuyền bóng dài lên cho cao thủ ở phía bên trên. Tình huống bắt bài tới từ vị trí của Lita Phum. 1-0 được mở dành cho cao thủ tranh chấp. Khoảng trống có cơ hội dành cho đội trưởng bên phía cao thủ Khánh Hòa. Nhấp nhả rất khó chịu, dứt điểm không được. Và nhấp nhả cực kỳ khó chịu tới từ đội trưởng Thành Tây. Tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng lại đi không chính xác. Rất nhiều những tình huống nhấp nhả và làm cho hàng phòng ngự của các cầu thủ Korat Thái Lan và xử lý khá hay. Tình huống thoát đi rất tốt tới từ vị trí số 3 của cao thủ U15 Khánh Hòa, đưa bóng vào. Tình huống đưa bóng vào đã bị bắt bài. Người có tình huống tăng tốc vừa rồi đó là Đức Tài bên hành lang bên phải. Pha cắt bóng rất nhanh của Đức Tài. Pha đưa bóng vào trong là có ý đồ với một tình huống cứa bóng, bóng đi cong. Chà Pin Múc, vẫn là Chà Pin Múc, đường truyền dành cho đội trưởng của cao thủ Korat bên hành lang bên phải. Rất khó chịu, cơ hội không được. Và ra vào tốt tới từ thủ thành bên phía cao thủ U15 Khánh Hòa. Ngày hôm nay thì bắt chính dành cho cầu thủ Khánh Hòa đó là thủ thành Văn Thắng. Tình huống bóng bổng khá nguy hiểm, cơ hội bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc tới từ đội trưởng Thành Tây của cầu thủ U15 Khánh Hòa. Một pha bóng mà Thành Tây cần phải làm tốt hơn. Pha bỏ lỡ là cực kỳ đáng tiếc. Đường truyền vào. Một cú dứt điểm bằng chiếc giày màu đỏ của Thành Tây. Tuy nhiên thì có vẻ như đang không gặp may mắn và đang không có những tình huống xử lý đủ lạnh lùng. Và chuyền bóng đầy ý đồ tới từ vị trí của cầu thủ áo số 10. Chọc khe rất hay và cơ hội đối mặt. Đây là cơ hội không vào. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Korat. Một lần nữa thì Chà Pin Múc, cầu thủ số 10 của cao thủ Thái Lan, lại thể hiện đẳng cấp của mình. Vẫn là kiểm soát bóng dành cho cầu thủ Khánh Hòa. Quang ơi! Không được. Tình huống xử lý kỹ thuật, sau đó tung ra cú dứt điểm ở chân trái. Và đây là lời đáp trả thành cho các cầu thủ Korat. Pha cài người lỗi. Đường chuyền lên của Đức Tài không có lỗi việt vị. Đưa bóng vào, tình huống tạt bóng quân, móc bóng ngay, rất nguy hiểm. Một pha xử lý đầy tính nghệ sĩ và ngẫu hứng tới từ vị trí của cầu thủ mang áo số 16 bên phía cao thủ U15 Khánh Hòa. Pha móc bóng không thành công. Tình huống bóng bổng. Dứt điểm ngay, bóng vẫn còn dành cho cao thủ Korat. Đưa bóng vào, đánh đâu? Không được. Một tình huống rất nguy hiểm. Pha tạt bóng tới từ cầu thủ áo số 9. Tình huống đánh đầu là của cầu thủ áo số 13.
Đường chuyền lên, tình huống chuyền bóng khá hay. Cơ hội dành cho cầu thủ Khánh Hòa, dứt điểm ngay. Không được. Phải mất hai nhịp ở pha bóng vừa rồi thì thủ thành đóng thế Jotakon mới làm chủ được tình hình. Thêm một cầu thủ áo trắng nữa bị đau ở trên sân. Như vậy trọng tài đã phải mời bộ phận y tế vào để có thể hỗ trợ cho cầu thủ nằm sân. Cơ hội cũng là khá rõ ràng dành cho Khánh Hòa ở pha bóng này. Đường chuyền với điểm rơi rất tốt. Người có tình huống lao vào dứt điểm vừa rồi đó là Đức Tài. Và phản bật khá hay. Tình huống đi người đã có lỗi đẩy người. Và như vậy sẽ có đá phạt dành cho cầu thủ U15 Khánh Hòa. Người bị phạm lỗi trong tình huống bóng vừa rồi đó là Thành Tây. Một thẻ vàng đã được rút ra dành cho cầu thủ phòng ngự bên phía cầu thủ Korat Thái Lan. Cự ly đá phạt là hoàn toàn nghi hiểm. Trên sân thì đang có tín hiệu bị đau tới từ Funawis. Rất hồi hộp. Thành Tây đá ngay, không được. Cú dứt điểm bồi, sẽ có phản công dành cho cầu thủ Korat. Pha xử lý của Thành Tây ở trước đó với một tình huống đá phạt với cự ly rất đẹp. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Khánh Hòa. Tiếp tục là qua người. Đã có tình huống xoạc bóng và như vậy thì phạt đền. Một tình huống xoạc không trúng bóng và phạt đền dành cho cầu thủ U15 Khánh Hòa. Người đang bị đau đó là cầu thủ mang áo số 26. Bên phía cầu thủ chủ nhà đó là Gia Bảo. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Một tình huống xoạc không trúng bóng và trọng tài xác định có lỗi tới từ phía cầu thủ Korat Thái Lan. Phạt đền dành cho đội chủ nhà là chính xác ở pha bóng vừa rồi. Một thẻ vàng cũng đã được rút ra dành cho cầu thủ có tình huống tắc bóng không thành công vừa rồi. Đang rất phấn khích đến với các cổ động viên của đội chủ nhà trên khán đài A của sân vận động 19 tháng 8. Như vậy thì cũng chính Gia Bảo sẽ là người thực hiện quả đá phạt đền này dành cho các cầu thủ U15 Khánh Hòa. Vẫn đang chưa thể có được tình huống thực hiện quả phạt đền. Khi mà trên sân thì Cha Pimuk đang có vẻ bị đau. Như vậy chúng ta sẽ cùng quay lại trận đấu với một quả phạt đền dành cho cầu thủ U15 Khánh Hòa. Gia Bảo sẽ đối mặt với thủ thành Jotakon. Cơ hội để cho cầu thủ U15 Khánh Hòa có thể có được bàn quân bình tỷ số. Gia Bảo không chiến thắng được Jotakon. Đá bồi. Vẫn chưa có được chiến thắng dành cho cầu thủ Khánh Hòa. Như vậy thì trọng tài biên đã căng cờ. Như vậy thì sẽ phải thực hiện lại tới từ phía các cầu thủ U15 Khánh Hòa ở tình huống đá phạt đền không thành công. Tín hiệu từ trọng tài biên Jotakon đã di chuyển trước khi mà Gia Bảo thực hiện quả đá phạt đền. Rất may cho cầu thủ Khánh Hòa, và chúng ta sẽ quay trở lại một lần nữa với Gia Bảo và Jotakon. Gia Bảo lần này đó có chính xác tới từ Gia Bảo và một đều dành cho cầu thủ Khánh Hòa. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại hai tình huống dứt điểm của Gia Bảo. Ở pha bóng đầu tiên, trọng tài xác định thủ thành Jotakon đã di chuyển trước. Và đây là tình huống dứt điểm thành công sau đó khi thực hiện lại. Và đặt lòng bằng chân trái gọn ghẽ. Điểm số được quân bình ở phút thi đấu thứ 52. Tiếp tục là bóng dài vào vòng cấm. Nguy hiểm, không được. Ra vào tốt tới từ thủ thành bên phía cầu thủ U15 Khánh Hòa. Đang có những động thái câu giờ tới từ thời gian là không còn nhiều. Và lợi thế vẫn đang thuộc về cầu thủ Khánh Hòa. Nếu có được trận hòa ngày hôm nay thì họ sẽ lên ngôi vô địch. Và như vậy thì trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 1-1 dành cho cầu thủ Khánh Hòa và Korat Thái Lan. Kết thúc trận đấu thì
Với kết quả này, các cầu thủ U15 Khánh Hòa sẽ là đội bóng lên ngôi vô địch của giải đấu năm nay. Xin chúc mừng các cầu thủ của đội chủ nhà. 35.000 đô sẽ là tiền thưởng của giải đấu cho nhà vô địch của giải đấu năm nay. Xin chúc mừng các cầu thủ U15 Khánh Hòa. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ U15 Korat Thái Lan, đại diện tới từ Thái Lan đã thi đấu tốt ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, ở trong trận đấu cuối cùng, họ không giữ được lợi thế dẫn bàn quá lâu khi mà các cầu thủ U15 Khánh Hòa đã có được bàn quyền định tỷ số. Và với một điểm có được ở sau trận thi đấu cuối cùng, các cầu thủ U15 Khánh Hòa đã chính thức lên ngôi vô địch và các cầu thủ Korat họ về đích ở vị trí thứ nhì.